Hoa hậu Phương Lê rơi nước mắt, căn nhà cũ gia đình Hồng Loan ở trước khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời. Chiều nay, Hoa hậu Phương Lê đăng tải đoạn clip nhà cũ của Hồng Loan ở huyện Bình Chánh. Chị hết sức ngạc nhiên khi thấy căn nhà cũ này. Phương Lê xúc động, em từng sống ở đây hả Loan? Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 15 cây số, ngôi nhà của Hồng Loan nằm ở xóm người lao động nghèo ở ấp 2 xã Bình Hưng, khu ổ chuột giữa Sài Gòn, tập trung hàng trăm nhân khẩu sinh sống trong những căn chòi lụp sụp tạm bợ và ngập rác. Người dân ở đây đa số đều là dân nhập cư từ các tỉnh miền Tây, vì không có nhà cửa ở quê nên lên thành phố làm thuê sinh sống. Họ làm đủ thứ nghề từ lái xe ôm, nhặt ve chai, thợ hồ, làm sò. Hồng Loan chia sẻ, từ khi lấy chồng chị đã chuyển về đây sống suốt 15 năm. Khu vực này bị ngập nặng những lúc thủy triều dâng, có mùi hôi thối ô nhiễm. Phương Lê cho biết chị vô cùng xúc động và cảm thấy thương Hồng Loan hơn. Không ngờ Hồng Loan đã phải sống cuộc sống khổ cực thế này, trong khi cha là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, đối lập hoàn toàn với cuộc sống của Hồng Phượng. Không những thế, Loan còn bị những người thân trong gia đình ức hiếp và khinh thường, không cho về nhà để thăm cha ruột là cố nghệ sĩ Vũ Linh. Đi một vòng ngôi nhà lụp sụp quan sát, Phương Lê choáng khi thấy lòng kênh dưới khu ổ chuột xóm nước đen đầy những rác thải sinh hoạt ứ đọng, bốc lên mùi hôi thối khó chịu. Dòng nước chỉ là một màu đen ngòm. Tuy nhiên, vì cuộc sống mưu sinh bận rộn, những hộ dân này dường như chấp nhận việc sống chung với rác thải như một điều hiển nhiên. Được biết, trước khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, Hồng Loan đã mua căn nhà với giá 120 triệu và không có sổ đỏ. Hàng ngày sau khi đi bán hàng về, Loan và gia đình sinh hoạt ở đây suốt 15 năm. Đến khi ba qua đời, Hồng Loan mới được chuyển về căn nhà ở quận Phú Nhuận. Phương Lê cũng hy vọng với sự ủng hộ của khán giả đã yêu thương ba mình, Hồng Loan sẽ phát triển công việc kinh doanh để có cuộc sống tốt hơn. Vừa kết nghĩa chị em, Hoa hậu Phương Lê đã tặng Hồng Loan xế hộp cực xịn. Mới đây trên trang Facebook cá nhân của mình, Hoa hậu Hòa bình Phương Lê chính thức thông báo cô và Hồng Loan, con gái của nghệ sĩ Vũ Linh chính thức kết nghĩa chị em. Phương Lê cho biết trước kia chị và Hồng Loan không hề quen biết, nhưng kể từ khi drama giữa Hồng Phượng và Hồng Loan nổ ra, chị bắt đầu tìm hiểu về hoàn cảnh của Hồng Loan. Khi biết rõ mọi việc cộng với chuyện Hồng Loan bị mẹ con Hồng Phượng ức hiếp, Phương Lê vô cùng xót xa và muốn che chở cho con gái của cố nghệ sĩ. Sau này khi biết hoàn cảnh của Hồng Loan, chị càng thương Loan hơn. Sau thời gian qua lại và hỗ trợ cho gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh, cũng như được sự yêu mến của các cháu trong gia đình, chị và Hồng Loan quyết định kết nghĩa chị em để cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió trong cuộc sống. Mới đây, Phương Lê tiếp tục khiến dân tình hết lời khen ngợi khi đưa con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đi sắp một con chiến mã 4 chỗ. Đó là chiếc xe Kia Sedona, bản cao cấp nhất hiện nay. Chiếc Kia Sedona mà Phương Lê tặng Hồng Loan là phiên bản Felipe đời 2023, có giá hơn 1,2 tỷ đồng. Kia Sedona có 3 hàng ghế rộng rãi cho 7 người lớn ngồi. Sedona được trang bị hệ thống thông tin giải trí AVN, màn hình cảm ứng 8 inch kết hợp với GPS, 6 loa Infinity, kết nối USB, Bluetooth với chất lượng âm thanh sống động. Kia Sedona là mẫu xe hiếm hoi được cung cấp cả hai tùy chọn động cơ xăng và diesel. Cụ thể, động cơ diesel tăng táp 2,2 lít có công suất tối đa 197 mã lực tại 3.800 vòng 1 phút và moment xoắn cực đại 440 tại 1.750 đến 2.750 vòng 1 phút kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Còn động cơ xăng 3,3 lít có công suất tối đa 266 mã lực tại 6.400 vòng 1 phút và moment xoắn cực đại 318 tại 5.200 vòng 1 phút kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Hồng Loan rất xúc động về món quà của chị gái kết nghĩa Phương Lê. Cô cho biết lúc đầu cô định từ chối, nhưng Phương Lê đã đi trước một bước, đăng ký tên của Loan và mọi giấy tờ chuyển sang cho Loan hết rồi, nên không thể từ chối được. Mặt khác, Phương Lê tuyên bố, nếu Hồng Loan từ chối món quà này, chị sẽ tự mặc, không chị em gì nữa. Trước đó, Phương Lê được biết đến là một trong những nhân vật luôn bảo vệ Hồng Loan. Chị cũng từng lên tiếng gắt phản pháo với phía Hồng Nhung và Hồng Phượng. Cô bảo, đọc bài báo có nội dung không còn hồ sơ nhận con nuôi của chú Vũ Linh và Hồng Loan nữa. Bên kia trích lục trên quận, nhưng không còn hồ sơ. Họ rất là vui mừng, tung pháo hoa ăn mừng vì đã được lên một bài báo. Không có gì tức cái lòng ngực hết. Là ủng hộ lẽ phải thì cứ con đường đó mà tiến lên. Ở đây chị đang mắc cười chứ chả có tức. Chị nói cho mọi người biết cái sự thiệt thòi của một đứa con nuôi như Hồng Loan nè. Con nuôi sẽ có nhiều dạng. Con nuôi mà được mang về và được ghi trong khai sinh hợp pháp thì con nuôi hay con ruột cũng như nhau. Con nuôi qua mợm khác, còn con nuôi này ẩm về đỏ hỏn, lại còn điền vào khai sinh là người cha, còn người mẹ bỏ trống. Trong khai sinh người cha không hề để là con nuôi và còn danh chính ngôn thuận trong hộ khẩu. Cuộc sống khó khăn của Hồng Phượng và mẹ ruột sau drama tranh giành tài sản cộng năm Vũ Linh.
Nghệ sĩ Hồng Phượng cho biết, kể từ khi lùm xùm tài sản nghệ sĩ Vũ Linh nổ ra, cô liên tục bị hủy show diễn. Các bầu show đến nay không ai dám book lịch với Hồng Phượng vì hễ có Hồng Phượng là khán giả bỏ về hết. Hơn thế nữa, mẹ con Hồng Phượng đã bị Hồng Loan đuổi khỏi nhà nên hiện tại đang phải ở nhà thuê ở quận Bình Thạnh. Hiện tại, ban đêm Hồng Phượng phải đi rửa chén, còn mẹ Hồng Phượng là nghệ sĩ Hồng Nhung phải đi làm lao công kiếm thêm thu nhập. Phượng không ngờ có một ngày cuộc sống của mình lại tồi tệ như vậy. Lúc cậu Năm còn sống, cậu luôn che chở cho mẹ con Hồng Phượng và các con cháu. Không ngờ giờ chị Hồng Loan lại làm những điều khiến cả nhà rất buồn. Được biết, sau khi đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phát sóng chương trình 100% có sự tham gia của Hồng Phượng cách đây vài ngày, nhiều khán giả kêu gọi tẩy chay Hồng Phượng, đánh giá một sao cùng nhiều bình luận tiêu cực trên fanpage nhà đài. Trước phản ứng của dư luận, tập mới nhất của show 100% và những hình ảnh liên quan đến Hồng Phượng bị gỡ bỏ khỏi mọi nền tảng. Fanpage nhà đài cũng đăng thư ngỏ, không nhắc trực tiếp cá nhân nào nhưng khẳng định luôn tôn trọng, cam kết tiếp thu và xử lý tất cả ý kiến đóng góp từ khán giả một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp. Chúng tôi ủng hộ lối sống trọng đạo lý, tình nghĩa và luôn cố gắng tạo ra những chương trình nội dung phù hợp với giá trị văn hóa, nhân văn, đáp ứng được nhu cầu của khán giả, an toàn và tích cực. Phía nhà đài cho biết, Hồng Phượng khóc nghẹn, tôi không biết mình đã sai chỗ nào, tôi không làm gì trái đạo đức, sao đối xử với tôi như vậy. Hồng Phượng cũng cho biết, vì Hồng Loan đã tuyệt tình với mình nên mẹ con cô quyết giải quyết vụ việc này tới cùng để đòi lại những gì đã thuộc về mình. Con gái Vũ Linh được nữ đại gia quận 5 nhận làm con gái nuôi. Hồng Loan xúc động được bạn thân của ba Vũ Linh nhận làm con nuôi. Tại Nghĩa Trang Hoa Viên Bình Dương, nữ đại gia quận 5 đến viếng người anh em chí cốt là bạn bè cực thân thiết và người chứng kiến sự trưởng thành của Hồng Loan. Cô thương và xúc động Loan mất mẹ từ sớm nhưng vẫn nhận được tình yêu thương trong vòng tay cha. Đứng trước mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh, nữ đại gia hứa sẽ lo mọi chi phí cho các con Hồng Loan ăn học đến năm 18 tuổi. Đặc biệt hơn, cô muốn nhận Hồng Loan làm con nuôi để có sự gắn kết và Hồng Loan sẽ có được chỗ dựa vững chắc. Hơn nữa, Loan sẽ có mẹ. Hồng Loan rơi nước mắt, chỉ biết cảm ơn nữ đại gia và từ nay cô sẽ có mẹ. Sau sự ra đi của nghệ sĩ Vũ Linh, trên các phương tiện truyền thông đã xuất hiện nhiều tin giả về sự xuất hiện của con gái ruột nghệ sĩ Vũ Linh, cho rằng Hồng Loan là con gái ruột của nghệ sĩ Vũ Linh. Hồng Loan hiện đã 37 tuổi, cô lập gia đình sống tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh và vẫn bên cạnh chăm sóc ba từ trước đến nay, cùng với hai con nuôi của ông là nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, Bình Tinh. Tại lễ tang nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Loan mặc đồ tang dành cho con gái, túc trực bên linh cữu ba. Theo Hồng Loan, ba muốn giấu thông tin trước báo chí trong nhiều năm liền để bảo vệ cuộc sống riêng tư của cô. Bản thân Hồng Loan cũng không theo nghề, không phải người của công chúng nên người biết về cô không nhiều. Sau khi thông tin liên quan đến Hồng Loan được công khai rộng rãi, những hình ảnh giữa cô và cố nghệ sĩ Vũ Linh cũng được chia sẻ nhiều hơn. Lúc nhỏ cô có đóng trong vở Vợ 16 chồng lên ba cùng ba và nghệ sĩ Tài Linh, tuy nhiên cuối cùng cô không theo nghiệp của cha. Tôi cũng có đam mê ca hát từ nhỏ, tuy nhiên tôi không theo nghề của cha. Sau khi lập gia đình, tôi sống ở nhà chồng và có công việc riêng. Cuối tuần tôi chở cháu về thăm ông ngoại, Hồng Loan chia sẻ. Ngày bé, Hồng Loan có ngoại hình xinh xắn, gương mặt cô đẹp một cách hài hòa, nhiều đường nét được cho là thừa hưởng từ cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Càng lớn, Hồng Loan có sự thay đổi về ngoại hình, trông hiền lành, phúc hậu, những đường nét xinh xắn vẫn giữ được đến hiện tại. Tưởng chừng với một mối quan hệ không được công khai rộng rãi, Hồng Loan sẽ hiếm xuất hiện cùng ba. Nhưng thực tế, hiện tại có rất nhiều hình ảnh giữa cô và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh lúc ông tại thế. Hồng Loan cũng có nhiều hình ảnh kỷ niệm bên ba. Những năm cuối đời, cô thường xuyên ghé qua nhà riêng của ông, thăm hỏi, chăm sóc. Trong một số đoạn clip ca sĩ Hồng Phượng đăng, cháu ruột nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh có chia sẻ lên mạng xã hội, Hồng Loan thực chất vẫn xuất hiện. Con trai cô cũng gọi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là ông ngoại, nhưng vì trước đây, giọng ca Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài chưa công khai con, khán giả không để tâm quá nhiều đến sự xuất hiện cũng như cách xưng hô giữa họ. Hiện những hình ảnh về Hồng Loan và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn đang được người hâm mộ quan tâm chia sẻ.